Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của đồng chí Đại tướng Bộ trưởng Tô Lâm. Và ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an thì Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã phối hợp ngay với Cục Cảnh sát Giao thông. Và ngay trong buổi tối ngày hôm qua thì các bên đã phối hợp để lên một cái kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện nội dung này. Thì cũng báo cáo với các đồng chí là hai bên đã phối hợp để xử lý những vấn đề kỹ thuật như vấn đề bố trí lực lượng về các trạm như thế nào, để bố trí cái cách thức tổ chức thực hiện ra sao, và một cái nữa là bố trí để làm sao đó cái kết nối cái phần mềm trong cái đăng kiểm giữa Cục Đăng kiểm với lại Cục Cảnh sát Giao thông. Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng lại tiếp tục làm việc với Bộ Quốc phòng để làm sao đó lực lượng của Công an cũng như Bộ Quốc phòng hỗ trợ tối đa Cục Đăng kiểm Việt Nam trong cái lúc khó khăn như thế này. Và chúng tôi cũng thấy rằng đây là một cái sự giúp đỡ hết sức quý báu kịp thời của Bộ Công an đối với Cục Đăng kiểm, và đặc biệt là lĩnh vực đăng kiểm trong cái việc mà giải tỏa hỗ trợ để làm sao đó giảm khó khăn cho người dân trong việc đăng ký phương tiện phục vụ cho sản xuất kinh doanh cũng như cho sinh hoạt, đặc biệt là ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì tại Cục Đăng kiểm, hai cơ bên đã giao kết và cũng đã bàn giao cho phía Hà Nội là 30 đăng kiểm viên của lực lượng cảnh sát giao thông. Và các đồng chí trước khi được bàn giao để sang hỗ trợ cho Cục Đăng kiểm thì các đồng chí cũng đã tổ chức tập huấn để làm sao đó có sự đồng bộ thống nhất trong cái cách tổ chức thực hiện. Một lần nữa thì thay mặt cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời quý báu của lãnh đạo Bộ Công an đối với lĩnh vực đăng kiểm trong thời điểm hiện nay. Chúng tôi đã có một cái đánh giá tổng thể, trên cơ sở đó thì theo cái tính chất của từng trạm, từng địa bàn thì chúng tôi sẽ bố trí lực lượng, ví dụ như là số lượng ở trạm thì chúng tôi bố trí 4 đến 6, có những trạm nhỏ hơn thì có thể bố trí 2 đăng kiểm viên để làm sao đó nó hài hòa, nó phù hợp với lại cái điều kiện thực tế của các trạm đăng kiểm hiện nay. Chúng tôi được điều động từ phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát giao thông để tập huấn công tác nghiệp vụ về đăng kiểm để kịp thời hỗ trợ cho Cục Đăng kiểm Việt Nam để giải quyết cái số lượng ủng ứ hiện tại của người dân đang cần. Thì cũng trên tinh thần là kiến thức mình đã đang công tác, thì qua nghiên cứu tài liệu thì giữa tài liệu của Bộ Công an và tài liệu của Bộ Giao thông Tải thì cái cũng tương đồng về cái phần mềm quản lý đăng kiểm xe cơ giới thì cũng tương đồng, là tương đối giống nhau, nên chúng tôi cảm thấy thì cũng rất là thuận lợi chứ không có gì khó khăn. Thì theo ý kiến của Bộ Công an thì tôi được tăng cường ngay đợt đầu sau khi lễ khai mạc, thì chúng tôi là tăng cường cho phía Hà Nội. Thì sau khi lễ thì được ý kiến chỉ đạo của đồng chí thiếu tướng Lê Xuân Đức thì chúng tôi lên đường, và hiện tại chúng tôi đang có mặt tại Cục Đăng kiểm của Việt Nam. Thì chúng tôi cũng rất là vinh dự khi được Bộ Công an cử chọn. Thì trên tinh thần thì sẵn sàng sẽ nhận bất cứ nhiệm vụ nào khi ngành và đảng giao.